Rồi, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình đang ở một cái công trình mình đang làm. Thì ở đây có một chú thợ, chú này cũng làm việc với mình khoảng từ năm 2014 tới giờ. Chắc cũng khá lâu rồi. Chú này là nhận làm tất cả mấy công trình xây. Chú này không làm xây mới, sửa thôi, sửa mấy cái nhà hồi xưa của mình làm thuê cho thuê á. Thì chú này cũng làm thêm phòng tắm, phòng giặt, rồi đi đường nước, đường điện rồi này nọ, chỗ này làm hết từ đầu tới cuối luôn á. Bây giờ đang lót sàn ở cái căn nhà này, thì lát nữa mình sẽ cho các bạn coi một chút, vô nói chuyện một chút xíu chú làm thế nào, rồi sau đó mình sẽ đi ra ngoài coi mấy công trình cái khu này á. Một cái khu như vậy ta xây được rất là nhiều căn nhà, không có thấy không? Khu này cũng rất là gần với lại giống như quận này, ở chỗ này giống như quận 3 quận 5 rồi đó, cũng rất là gần quận nhất. Ok, ngày xưa chắc Ngọc cũng làm thuê cho thuê rồi, cũng có nhiều thợ mà đúng không? Cũng gọi thợ này thợ kia tới làm. Lát nữa tâm sự về cái vụ này luôn cho mọi người luôn. Đó. Riêng về thợ thì là em là kinh nghiệm mất mất tiền rất rất là nhiều luôn. Mình cũng kinh nghiệm mất tiền rồi. Mình chọn người thợ như thế nào. Bây giờ quay cho mọi người coi chút xíu cảnh đang làm không? Ồn lắm nên mình tắt tiếng á. Mình tới mình lấy mấy cái này ra để nó nguy hiểm quá, mình bỏ mấy cái này nó bụi nó rất là nhiều nên chú sẽ đốt mấy cái lúc mà cắt á, bụi bặm ra nhiều, bạn làm không để ý á, khi mà cắt bụi á xong mà tiêu luôn á, mình làm này quá kỹ luôn rồi. Đó, sàn làm hết rồi. Cái này là sàn gỗ thật đúng không ạ? Cái này là gỗ laminate hả chú? Chứ không phải là gỗ thật đúng không? Laminate thôi à. Gỗ thật nó giống giống vậy. Có nhiều loại laminate này là cũng loại loại dày đó mà. Thấy có mấy cái loại mà mình thấy nó mỏng đó. Mới con nữa loại này cũng có. Hôm bữa đi làm mà. Chắc khó. Cô này đang đi học việc này. Mọi người thấy đây nó có khoảng chừng 10 mấy cái apartment đó, thì sửa lại cho thuê, tại vì cái thảm nhìn nó không có được đẹp quá, mà nếu mà mình cứ để nguyên đó mình cho thuê á thì giá nó không được tốt. À, mình sửa lại chút xíu cái sàn thôi, sửa trên lầu cái gì đó sửa chút xíu mà giá cho thuê nó tăng thêm. Các bạn cứ nghĩ ví dụ như mình bỏ ra cái góc này chủ nhà mua mua đồ, mua mấy cái sàn đó, công thợ thì khoảng 400 một ngày ha, thì làm 2 3 ngày gì đó khoảng 1.200, thì làm trong vòng 3 ngày xong rồi, 3 ngày là làm luôn nhiều thứ lắm chứ không phải sàn đâu, sàn nó làm 1.5 ngày là xong á, xong rồi còn làm mấy cái lặt vặt nữa, mua vật liệu đâu đó khoảng chừng mấy trăm, nói chung tổng cộng có 2.000 à. Nhưng mà cho thuê là một tuần lên thêm khoảng 100 đô, đó là nghĩa là một tháng thêm 400 đô nữa, thì có mấy tháng là 5 tháng là lấy lại vốn rồi. Mà cái thảm ở bên bên Úc này người ta thích xài thảm, nhưng mà mình đó thì mình thích, nhà mình thích thảm lắm, nhà mình chỉ thích sàn gỗ với lại gạch thôi. Đây là một công trình người ta cũng đang làm nè, chuẩn bị làm để xây tiếp nè. Rồi các bạn thấy không, có mấy căn nhà ở trong đó giống kiểu này rất là đông hoa. Giờ mình lên xe mình ngồi nói chuyện với mọi người cái nghề này ha. Bên này là chỗ đến bài vào xe mọi chuyện. Ok, Bảo Ngọc có thể chia sẻ với mọi người khi mà em bắt đầu làm thuê cho thuê á, em tiếp xúc với người thợ, tìm những người thợ như thế nào, thợ có tâm hay là không có tâm, mất bao nhiêu tiền rồi. Mình cũng mất nhiều tiền đó các bạn, tiền rồi như học nhanh lắm. Nếu mà về thợ thì em cũng cũng đã tức là gọi điện và làm việc với rất nhiều nhiều đội thợ. Đội thợ thì em thì thường là làm việc với những cái người thợ lẻ, tức là có thể là họ chuyên làm về nhôm kính, làm về trần, làm về thạch cao, rồi thợ thợ nề.
là thợ xây, thợ xây rồi điện nước thường là sẽ làm, hoặc là điện lạnh thì thường sẽ làm lẻ với những cái đội nhỏ 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 vậy, chứ còn Làm ít thì mỗi người làm mỗi lĩnh vực thôi đúng không, chứ không phải là một đội mà làm hết từ đầu tới cuối đúng không? còn nếu mà Em em mà riêng làm đội từ đầu cuối mà có cái người nhận thầu á thì em làm khoảng chắc khoảng bốn bốn năm lần, 4 5 lần là em sửa, là em qua cái người người thầu. Thì nói chung là về kinh nghiệm mà mất tiền về thợ là em thấy là nếu mà làm thuê cho thuê thì cái mất tiền nhiều nhất của em là về những cái đội thợ, thì thường là có thể là do bị báo giá khống, tức là bị báo giá nó cao hơn so với cái giá ta trị bằng mà chung. cho mình rồi, hoặc là họ làm không chất lượng, xong đến lúc làm sai làm hỏng rồi họ không bảo hành thì mình lại phải gọi đội thợ mới làm sửa lại cái họ làm sai, hoặc là làm mới lại luôn, là mình mất nguyên cái tiền cho cái thợ cũ đấy, hoặc là nói chung là không bảo hành á, đồ của họ bị hỏng và họ cũng không quay lại bảo hành luôn. Công Hoặc ty là mới ra nghề hoặc là mấy đội thợ mà không có hành, sợ là em gọi người ta đâu có bắt máy em luôn đâu. Làm xong lấy tiền rồi xong luôn á, không có trách nhiệm luôn. thì đấy là cái những cái mà em hay mất tiền nhất. Thì hoặc là cũng có cái như kiểu là thợ họ còn non kinh nghiệm, non tay, họ họ cho mình những cái Tay phương nghề án thấp. sửa, đúng rồi, tay nghề thấp, và cái phương án sửa của họ cũng không hợp lý lắm, tức là vừa là tốn Nó thời ngắn gian hạn tốn đúng tiền không? Ngắn mà hạn thôi, hiệu quả. nó sẽ xảy ra tiếp. Đúng rồi. Đó, thì đấy là những cái kinh nghiệm thường là em hay biết mất tiền vào những cái đấy. Thì thường là em gọi thợ thì hồi đầu á, thì em là không, tại cũng chưa có quen biết nhiều, thì là thường là gọi thợ trên mạng thôi, mình cứ lên mạng mình tìm kiếm và ra khoảng vài người, lúc nào em cũng tham khảo khoảng 2 3 độ trở lên, 2 3 độ 4 độ, rồi họ sẽ đến họ xem và họ báo giá. Báo giá xong thì hồi đầu thì là em là cứ đội nào mà rẻ nhất thì là chọn, thì nghĩ là tiết kiệm nhất đó, Kinh nghiệm chết thì người mình đó. cũng cứ hỏi giá thôi, xong rồi xem đội nào giá rẻ nhất và kiểu mình có thể thương lượng được giá thì mình chọn. Nhưng mà sau nhiều lần thì em thấy là thường là không nên chọn đội rẻ nhất, nói chung là đội nào mà giá họ đưa ra một cái giá, mức giá hợp lý, không quá cao nhưng mà không, đừng thấp quá, chứ Học. nếu nhà đúng rồi đó, mình cứ gọi vài đội thợ sau đấy họ báo giá và mình cũng nói chuyện với họ nữa. Để mình xem là họ nói chuyện như nào và hỏi họ một vài câu hỏi theo cái kinh nghiệm của mình ấy. Nếu mà họ trả lời và họ xử lý cái vấn đề đấy nó hợp lý ấy, thì mình sẽ biết là đội cái thợ đấy nó có lành nghề hay không. Thì tất nhiên là mình phải có kinh nghiệm, tức là mình có thể mình không biết làm nhưng mà mình phải hiểu về cái đấy, mình phải biết thì người ta nói mình mới biết là họ là nói đúng hay nói sai. Thì như mới đầu là em không không có biết nên họ nói gì thì nghe đấy thôi, nên là cứ cứ rẻ thì làm, cái đấy là rất là nguy hiểm. Nên là mọi người nếu mà muốn sửa nhà hay gì mà thấy ai tự nhiên báo giá nó rẻ hơn hẳn so với mặt bằng chung là phải xem xét. Rồi, ok, bây giờ mình phân tích một tí xíu. Khi mình nó rẻ đó thì thường thường thứ nhất là họ thiếu kinh nghiệm nè, thì họ muốn lấy được khách hàng có được việc làm thì họ lấy rẻ. À, và cái thứ hai làm sao mà người ta lấy rẻ, người ta lấy rẻ họ thiếu kinh nghiệm rồi, và người ta lấy rẻ thì chắc chắn là người ta làm nó sẽ không có tốt bằng cái người mà lấy cao hơn. Và thứ hai tiếp theo nữa, khi mà người ta lấy rẻ bạn á, người ta chỉ có thể là làm cho bạn thấy nó đẹp ngay thời điểm đó thôi, nó giải quyết cái thời điểm đó thôi, nhưng mà trong tương lai 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nó sẽ tái diễn lại như như cũ. Thì cử đơn giản thôi, ví dụ bạn làm thuê cho thuê rồi bạn thấy là đường nước nó hay đó, chống thấm nước rồi nọ, mình thấy nó rất là nhiều mấy chuyện đó, nó sẽ ra hồi à, nó không chống thấm được cái nước, nó cứ nhiều 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 những căn mình mua hoặc những căn mình thuê nó cứ xảy ra từng tình huống đó thôi. Rồi thợ tới làm mà họ không có tâm nữa, làm xong á thì những người tiếp theo vô làm cũng không được. Ví dụ như họ làm mà họ lại để ra một cái gì đó mà nó một đống rác, hoặc là họ làm mà họ không có dọn đồ sạch sẽ, hoặc là họ làm ví dụ như họ thổi nước đi vô làm nước xong rồi lại phá mấy cái công trình khác nữa, ví dụ lỡ làm cái xong rồi bể đồ đạc rồi này nọ, thì mấy cái đó bạn thấy đó, những người thợ mà người ta không có chuyên á mà người ta làm thường thường như vậy à. Ví dụ như hồi nãy bạn thấy công trình của chú mình đang làm, thì khi mình làm á là biết bụi nó văng tứ tung hết rồi thì mình phải đem ra ngoài mình làm. Mình thấy có những anh thợ khác cũng làm những công trình như vậy mà họ không có setup mấy cái mà để chống bụi đồ này nọ đâu, mà họ chơi luôn trước nhà thôi à, trước nhà chủ nhà, mà trong đó là cái khu vườn của anh ta, cứ để bụi nó bay vô vườn người ta gắn chuyện thôi.
À, mình làm gì với lại nãy các bạn thấy không, trong công trình không thấy rác hết đúng không, nhưng mà thực chất rác đã đưa thẳng lên xe luôn rồi. À, nghĩa là làm cắt dư cái khúc nào hoặc là lót mà dư cắt rồi có rác là đưa vô cái bao ni lông đẩy thẳng lên xe, không để rác xung quanh. Tại vì nếu mà để rác xung quanh á, mình đi á có thể là mình dấp mình té, cái đó gọi là hazard nữa rồi, nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. À, đó khi mà làm á, chọn được một cái người thợ mà có kinh nghiệm lâu năm là cái điều tiên quyết nhất nè, đó để bạn chọn cho nó tốt. À, kinh nghiệm lâu năm là nhìn cái mặt là biết liền, giống như cu nãy có mới 20 tuổi à, rồi chú là tới 60 tuổi rồi, bạn thấy không, sự sự chênh lệch. Người lớn tuổi người ta muốn nghỉ, bắt đầu người ta truyền nghề lại cho mấy đứa nhỏ đó, đó người ta truyền nghề lại. Và thứ hai, đội thợ mà trẻ quá thì bạn cũng phải 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 lưu ý nha, với lại đi tới coi người ta thợ thường thường á, bàn tay của người ta đó nó không giống như bàn tay mình đâu, mình không phải người thợ, bàn tay của người thợ người ta rất là thô rồi nó to, thì người ta làm thợ mà. Và thứ hai nữa là làm thợ đồ nghề của người ta lúc nào nó cũng cũ đó, còn thấy thợ nào đồ nghề mới, quần áo mới thì ai xếp đó là biết rồi đó, là nó mới ra nghề đó. Nên bạn lưu ý mấy cái đó để bạn thuê thợ cho nó tốt. Và thợ làm thì bạn phải hỏi thợ thêm mấy cái giống như nãy Ngọc có nói đó, là bạn khi mà bạn làm thuê cho thuê hoặc là bạn vào lĩnh vực bất động sản rồi thì bạn mới hiểu. À, bây giờ ví dụ như nó bị thấm nước, bây giờ đơn giản lắm, bây giờ chỉ lấy đồ lau cái thấm nước nó cũng khô mà đúng không, hoặc là bạn có nhiều người chỉ sơn luôn, sơn nó cũng khô, nhưng ngày mai ngày mốt thì nó cũng lòi ra lại, nước nó cứ thấm. Ok, bạn xử lý gốc nha, cho bạn xử lý ngọn đó rồi. Ok, có những cái lưu ý vậy để các bạn chọn thợ cho nó hợp lý, để các bạn làm thuê cho nó tốt. Và khi mà Ngọc có kinh nghiệm bị mất tiền rồi đó, Ngọc chia sẻ với các bạn khi mà bị mất tiền vậy á, rồi thợ mới tới, người thợ mới lại sửa cái lỗi của người thợ cũ, người thợ cũ thì tự nhiên các em rành thêm đúng không? Thì những cái đấy là mình sẽ phải hỏi, tức là ví dụ như tại vì mình không có chuyên môn về sửa, về thợ, về kỹ thuật đấy, thì thường là mình sẽ nghĩ là à, anh muốn dựng cái vách ở đây hay là muốn sửa cái chỗ này thì mình cũng vẫn phải nói với thợ, mình phải trao đổi, thì thợ nó sẽ bảo là à, như vậy không được, bởi vì họ sẽ giải thích vì sao. Chứ mình nếu mà mình mới làm mà mình muốn biết kinh nghiệm thì mình không nên kiểu như đưa luôn, hoặc là mình thả là mình cứ bằng bằng đấy tiền rồi cho một người làm luôn, thì đương nhiên nếu như mà thì cái đấy cũng được thôi, thì mình phải giao được cho một cái người thợ tin tưởng là cái đấy mình sẽ nhàn đầu. Nhưng mà để mà mọi người muốn biết thì mọi người sẽ phải làm trực tiếp với từng đội một và mình phải hỏi. Sau đấy thì mình cứ rút kinh nghiệm dần dần thôi làm, tại vì thợ họ cũng thế, cũng có người nọ người kia, cũng có người họ có kinh nghiệm, có người họ không có kinh nghiệm, thì nó cũng gần, em thấy nhiều thợ họ cũng không có tư duy theo kiểu họ cứ cứ đi làm, gọi là đi làm phụ người ta, sau đấy là người ta cũng làm khoảng một Là riêng đúng vài không? trên 1 2 năm chẳng hạn, ta có một chút khách thì người ta sẽ tách đội riêng ra họ làm, và nhiều khi họ không có chuyên môn về báo giá hay là chuyên môn tổng thể hết chẳng hạn, thì họ cũng em thấy cũng báo giá tùm lum lắm, báo giá tùm lum và sửa sang họ cũng không được chuẩn lắm. Nói chung họ cũng không có được học trường lớp ra cho nó bài bản. Và thứ hai nữa là họ nói chung là họ biết một hai cái rồi xong đó họ ra họ làm thôi, chứ thực chất họ không có biết được cái tổng thể hết. Phải là một người thầu xây dựng mà phải học hành rồi làm nghề vài năm rồi này nọ, có kinh nghiệm mới nhiều á thì mới 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 mới, mới chuẩn đúng không? Thì cái đó cái giá nó lên cao rồi. Rồi Còn thì các bạn hồi nãy Ngọc có nói á, là khi mà các bạn chọn người á thì các bạn có thể tới, ví dụ như mình kêu hai ba anh thầu tới, anh nói ra cái phương án tốt nhất cho các bạn, rồi hỏi nói ảnh luôn, nói ảnh rồi các bạn nhớ ghi âm lại, hoặc là bạn nói quay phim gì đó bạn cứ quay đi rồi anh nói, rồi lên bạn nghiên cứu coi nó đúng hay không, hoặc là bạn quen với một người nào đó thợ xây dựng nào bạn quen hoặc là gia đình mà quen á, thì hỏi coi cái người thầu này người ta nói như vậy là đúng không. Nếu mà họ có một cái mối quan hệ, mình có một mối quan hệ với cái người thợ xây nào đó thì người ta sẽ nói cái kinh nghiệm, càng càng nhiều năm thì người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta sẽ nói cho mình biết thôi. Đó là cái cách của mình là mình phải chọn một người thợ xây mà rất là rành, giống như chú hồi nãy á, sẽ đi đi cùng với mình lâu lắm rồi, và mình kiếm một hai người thợ để mà làm cho mình mấy cái công trình khác mà chú bận á, thì bây giờ mình chỉ cần nói chú nói chuyện với họ hoặc là dẫn chú tới coi người ta làm cách làm của người ta, là chú nói à này là được không được, thằng này nó làm chỗ này nó ẩu, chỗ này nó làm vậy là không tốt, là chú nói cho mình biết thì mình sẽ nói lại với thầy thợ. Thật sự mình không biết nhiều mà chú là người rất là rành, thì chú là người thợ mấy chục năm rồi, chú nhìn vô là chú biết người nào biết làm hay không biết làm liền đó. Mình phải có một người gọi là tâm huyết với mình đó, hoặc là ba của mình cũng cũng làm xây dựng mà mình biết. Giống như đợt rồi mình có thuê đội thợ tới mà sửa nhà mình ở Huyện Bích đó,
đó ba mình chỉ cần đứng nhìn vô là biết liền, xong ba mình nói cho mình biết, mình nói lại cho mấy anh thợ đó biết là anh cái làm, biết là mình biết cái vụ đó rồi nên anh phải làm cho nó kỹ cho mình chứ không có làm ẩu ẩu kiểu đó được. Rồi ok, Ngọc chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mấy bạn đó. Thì đó, thì em nghĩ là có hai ý, là một là nếu mà các bạn muốn biết về kinh nghiệm sửa luôn thì là mình nên làm tách từng hạng mục và mình sẽ hỏi từng nội thợ và mình đi sâu sát một chút để mình quan sát họ làm và mình hỏi. Còn nếu như mà các bạn muốn nhàn đầu mà nhanh thì mình sẽ gọi một cái người thầu chuyên nghiệp một Không. chút, tuy là có thể là cái tiền chênh lên á, tức là ví dụ như mình tự làm tách từng hạng mục nó mất khoảng 100 triệu nhưng mà thầu vào mất khoảng 120 chẳng hạn. Nhưng thì theo em thì thấy là 120 Công nó vẫn ty xứng đáng, nó cũng xứng có đáng. công Đúng rồi, ty tại đàng hoàng nhiều năm kinh nghiệm đúng không? vì tại vì họ làm hết cho mình không phải suy nghĩ gì nhiều. Cái thời gian mình tiết kiệm được rất là nhanh. Và nhiều khi những cái vật tư rồi cái đội thợ chuyên nghiệp họ làm tiết kiệm thời gian cho mình mà cái vật tư cũng cũng sẽ nhanh và nó đẹp nữa. Mình đỡ phải sửa đi sửa lại. Nhiều khi là 100 triệu nhưng đến lúc sửa đi sửa lại lại thêm mất 50 Thành triệu hai nữa. Mà lại mất thời gian. Thì cái đấy em cũng bị gặp nhiều rồi, mới đầu mình cứ nghĩ là tách tách nhỏ ra thì mình sẽ được cái giá nó tốt hơn á, mình tự làm á, à, thế như thế nó cũng không hiệu quả. ok, thôi hôm nay chia sẻ với bạn nhiêu đó thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn những video sau. Thì mình sẽ mời những cái anh thầu xây dựng ở Việt Nam cũng như Úc lên đây chia sẻ với các bạn. Để cho các bạn biết thêm. Ok, rồi cảm ơn Bảo Ngọc. Rồi hẹn gặp lại Bảo Ngọc và các bạn trong những chương trình sau. Rồi chào mọi người. Ok.